À, xin chào anh em vào xem lại đông 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 và chia sẻ cho mình đi. Đừng qua cho anh em xem hai chứng binh này, hai chú chim mà ở mùa này mình sẽ dựng lên cho anh em xem nha. Thì một chú chim là sấy lưng mà anh em nha, một chú chim là bị sấy cái lưng, mà một chú chim là sấy bụng, thấy không? Lâu nay mà nghe mở cái hậu đồ là lên nói như rồng như rắn là chú chim này là mình bổ này dựng lên rồi dựng lên không lấy xe được là nghĩ chơi chim đồ là mình nghe nhiều đó, mình nghe nhiều ghê lắm đó. Mình đang coi đây, mình con trong chờ để dựng kiểu chi đây, dựng kiểu chi đây. Còn mình là dựng là con nào là ra con đó nha anh em nha, anh em nhớ nè. Và thông báo với anh em là cái mùa này là anh em vào xem lại, anh em vào xem lại đông đông đông, mình quay anh em xem mới cặp chim mà mình dựng năm này nè. Năm này mình sẽ dựng hai con em nha, năm sau mình dựng hai con nữa. Mình bắt tổng cộng là bốn con rồi, nhưng mà hai con kia thì chắc là năm sau dựng mới qua mùa lông được anh em. Vì lần nó còn nhát quá, còn nhát quá. À, chú chim này là hiện tại này, chú chim này mình đang dựng nè. Đây anh em thấy chưa, anh em nhìn chú chim rất là bình thường đúng không? Đó, nhìn như nó banh đấy đó, thấy không? Đây này, đây đó, ai nói chú chim này hay không? Không, đây một câu này. Còn đây là cái chú chim mà đây là chú chim mới vừa rồi lấy xe mở rộng 529 lồng anh em, mới lấy chung kết mở rộng vừa rồi là đây này. Và chú chim này mình được 2 tuần anh em, đây mình được 2 tuần nha. Nè. Đó. Đầu tê giác anh em nha. Đó. Đó. Làm sao? Đây chú chim này mới vừa rồi lấy xe mở rộng, mình đây về là đúng 12 ngày anh em nha, đúng 12 đến 13 ngày là mình đây mới đánh dậy mở rộng đây. Về mình thay đổi cánh tuần lực nha. Đó. Đánh phát một quay clip trực tiếp cho anh em xem luôn, chơi người thật việc thật chứ không phải chơi cái tàu lao với đao rồi dựng hình dựng cảnh không có ai, chơi là trực tiếp nha. Này đây, chú chim mình bắt về đây. Này. Đó. Còn chú chim này là chú chim này mình sẽ ok anh em, chú chim này sắp tới đây là mình dựng luôn này. Đây nè. Đây chú chim chuẩn bị mình dựng nha. Đây nè chú chim này đây. Đó, chú chim này ra vàng cà phê là coi như những bất chán luôn. Thấy không? Đó, vàng cà phê là những bất chán luôn, nhưng mà riêng mình là mình dựng chú chim này lên, mình khẳng định em vậy đó. Không phải bắt con chim xa chim số về rồi mình dựng lên này kia là bình thường. Đây đây. Một con sấy bụng, một con sấy lưng anh em thấy không? Mà đi chú chim nè, mình nuôi lông lên là ok luôn. Cam kết đây là mình nuôi lông, nuôi nước lông lên năm này, mình nuôi lên này, mình nuôi lên và năm này mình sẽ nuôi 50 tăng lực cùng lại cắm 70 nha anh em nha. Để làm chi? Để em chứng minh cho anh em xem, để chứng minh cho anh em xem, để dòng này mình trồng 50 thì nó dễ cho anh em. Này này chú chim này. Đây, mới bắt về anh em, mình mới bắt về được chú chim được tầm cỡ 7 ngày này, một tuần nè. Đây. Thật sự này gặp may mắn mới gặp anh em nha, nhìn rất là bình thường anh em thấy bình thường không? À, anh em thấy chú chim nó bình thường không? Nhìn rất là bình thường đúng không? Nhấp 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 đó. Như thả ra là có chuyện á, giận là giận chứ đâu phải nói chuyện là mình phải giận. Mình nói chú chim mình giận lên là mình phải giận. Mà nói gió nói tào lao với đau, nói được việc nói cho được việc, con nào bây giờ cũng giận bổi giận như con nào mới ra con đó, với lại nói cho đã rồi đi nói khè nổ đi đã đi mạng sầu rồi cái đấy nó không ra chơi giấy, chơi cuộc tiên bố là nghĩ cho chim nữa lớn thiệt cái chơi tầm mình giận biết bao nhiêu con bổi lên mà chim toàn mua là mười mấy chục triệu 7-8 triệu đi nhà cà phê giờ mình giận biết bao nhiêu sao đưa cho anh em con tay em chơi đâu chưa lên tiếng nữa mà mấy ông nói trên trời trên trứng không. Này anh em, con em của chim này con chim bình thường không? Đây anh em nhai xem nước lông nha. Đây này anh em xem nước lông nha, năm này mình nuôi lông con chim lên mà năm này chú chim này khả năng là sắp tới đây mình dựng lấy xe luôn đó, khả năng thôi anh em nha, khả năng thôi chứ mình không chắc chắn, chứ không phải là tự tin là nói là dựng chim rồi không được rồi nghĩ chơi chim mà nói đâu có nghĩ đâu. Đây đây. À, còn chú chim này anh em không, chú chim này hiện tại chú chim này là mình mua đơn giản cà phê là mình mua của Sơn Huỳnh nha, còn cả Đà Nẵng anh biết nha, chứ không phải mình màu rồi tính lên lê cho là không có màu. Đây ở chú chim mà đầu lấy giải bộ động đây đó, khả năng là chú chim này là khả năng là sẽ thay khả năng chú chim này sẽ hy vọng là phải hai tầm cái bộ đầu nó mới giữ anh em nha. Này thấy bộ đầu không, tê giác nè. Đó, đánh một phát vào chung kết. Đánh một phát vào chung kết, phát một không lời nhắc nhở. Bộ thằng bốn này anh em.
Đó, bộ bố nhà nhìn trắng lắm anh em. Đây bộ bố đây. Mình cầm lên cho anh em xem nha, và bổ thằng bố là bây giờ là mình trộn 50-50 cắm thân lực và 70 và cắm 70 nha. Bởi vì sao? Nếu như để mà cắm thân lực mình điều 100% là chú chim vô đẳng cấp luôn anh em. Vô đẳng cấp luôn, nhưng mà thật sự nó rất là khó điều. Rất là khó điều anh em nha. Nó khó điều, còn anh em ví dụ anh em trộn 50-70 thân lực bảo đảm anh em điều rất là dễ. Trái cây màu tanh như mình lố xíu nó cũng dễ, còn thân lực mà 100% là mình điều mình có cái điều. Mình điều phải đúng cách. Điều đúng cách là con chim nó sẽ phát huy được cái tố chất của nó ra, phải không? Cái lửa nó sẽ lên mạnh, còn ví dụ mình điều không đúng cách là con chim nó bị y. Còn ví dụ như anh em trộn 50-50 cắm thân lực và 70. Đó, nó rất là dễ, ví dụ anh em lố đó cây em được hay lố màu tanh vẫn được là ok. Cái này bây giờ năm này là mình sẽ nuôi cho anh em xem luôn nha. 50 cắm thân lực và 50 cắm 70 cứ rài đây, anh em về có mua một bịch đây hai gì mình trộn như này này, lắc đều lên cho ăn, cứ cho ăn không. Trái cây anh em điều ngày hai loại, màu tanh có cũng được không có cũng được, nó quan trọng màu tanh quá anh em, đừng nên đặt nặng vấn đề màu tanh đó. Thời gian vừa đầu là mình hỏi ra là anh em là những chim mà sông long sẽ bị y lửa là vấn đề là vấn đề là anh em điều màu tanh nhiều quá và chế độ nuôi anh em không hợp lý. Chứ còn để mà tăng lực 100% mình điểm phất một vô liền, mình điểm vô liền, mình cái cứ có này bổ thằng một, bổ thằng bốn, bổ thằng ba, sắp tới thì mình thả ra quấn lại nè. À, những chú chim nó bị hư hoàn toàn cái này, thấy không? Những chú chim đang bị sự cố, đang bị hư hoàn toàn này, mình điều quấn lại cho anh em xem. Mình nói được mình mới làm được, chứ đâu phải mình nói con khang nhưng mình lan chè còn bổ mình tiễn vô, mình nói giận con nào là mình giận con đó, mà giận là lên tầm nhưng không giận tầm bảy. Mà lên mạng nó dốc, nó tào, nó tào lao với đau, nó không đau bù đau ấy. Anh em thấy con chim này rõ ràng mình mới bắt này, đây. Anh em ai giống con chim mình mà tự tin không? Này, một con sấy lưng nè, một con sấy lưng mà một con bị sấy bụng. Này nó nhìn chim kia không? Nhìn con chim rất là bình thường đúng không? Này, đây. Mình nuôi dần lông đi năm sau nè, mình trộn 50 cắm thân lực và 50-70 nha, mình nuôi này, đây. Đó. Mình nuôi dần lông năm sau anh em thấy này. Năm sau mình nuôi dần lông lên cho anh em thấy dần lông mình nuôi lên có đẹp hay không nè, săn cơ hay không nè, thả nó quấn nó có dại không nè. Mình nuôi xong lông là thả nó quấn búp bô liền, lấy nó quấn đúp liền, như vậy tự mình vô lửa vô liếc gì đâu. Đây có quá trình mà mình nuôi chim rất là quan trọng, không phải là đơn giản đâu, phải không? Còn chú chim này anh em thấy đẹp không? Chú chim này đúng như vừa rồi anh bắt đây, chú chim mới vào chung kết vừa rồi này. Đó. Mình bắt về được là tổng cộng là được là 10 hiện tại là bây giờ là 14-15 ngày rồi, 2 tuần rồi anh em nha. Đó, chú chim này đang ăn là vừa đầu đánh giải là ăn 100% cắm thân lực anh em. Nhưng mà bây giờ làm sao 100% cắm thân lực thì anh em khó điều quá. Có nhiều anh em là khó điều, mình thấy là khó điều đó. Ví dụ như mình điều là 100 câu là vô 100 câu, mình điều 10 câu là vô 10 câu, chú chim là cũng vô đấy. Thấy không? Nhưng mà bây giờ có quá trình anh em muốn cần mà để dễ điều nữa là anh em cứ trộn 50-50 đi. Trộn 50-50 anh em điều nó cay màu tanh có lố xí á là con chim rất là dễ chịu. Bởi vì cái dòng tân lực nó là dòng đẳng cấp, nó là dòng hàm lượng dinh dưỡng cao. À, nó đầy, nó đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng trong chim anh em rồi, đúng không? Anh em nạp pin nhiều quá, anh em nạp còn cao nhiều quá là con chim nó xả lửa liền. Đây này, chào Tâm Phan nha. Tâm Phan thì vừa rồi cũng mới vào cắm thân lực đây, mới vào cắm thân lực 2 tuần đó, 2 tuần rồi đem lên Gia Lai vừa rồi cũng lấy con ấy khác chứng minh ba miệng đó anh em. Chơi là người thật việc thật chứ đâu phải nói tầm bậy đâu mà, thấy không? Ông lên mạng nó chẳng sẵn nó tầm bậy tầm bạ rồi ông thì dèm tới dèm lui. Thấy chưa? Đây này. Chú chim vừa rồi mới lấy giải vừa rộng 529 lòng anh em nha, đánh gần 5 tiếng đồng hồ này giữa trời mây nước bay này. Thấy chưa? 1.1 vào trong cái không một lời nhắc nhở chú chim 0391. Thấy không? Chú chim 3.1 ai dám nói điều gì không? Đánh là phải đánh cho thuyết phục luôn. Đây. Thấy chưa? Và bây giờ này, vừa đầu là năm này là mình tư vấn cho anh em về lại về trộn 50-70 và 50 tân lực, hoặc là anh em có thể tân lực, anh em có thể trộn bất cứ là một loại cắm nào trên thị trường, cũng như là trước kia mình mới ra là mình nói này anh em thấy không? Này. Thấy chưa? Đó, vừa đầu là mình dùng 100% anh em nha, đánh giải vừa rồi, đánh giải mở rộng vừa rồi là mình dùng 100% tân lực đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ về 50-50 cỡ nào đi cũng được cái chẳng á. Bộ thằng bóng này. Đó, bỏ bóng đó, chuẩn bị vô lại đó. Đó. Bỏ ba này. Ba chuẩn bị vô lại này, chuẩn bị thả ra đánh này. Đây này. Ba. Đó, bỏ ba đó.
đó, đang mua lại, đang xong dàn lông đuôi, dàn lông cánh á. Anh em biết vì sao mà để hai cọng lông này không, để cái này không? Vì bổ tùng ba cắn cánh rất nặng anh em nha, cắn cánh cắn rất nặng này, mình chữ này này bỏ này là bổ tùng ba sẽ đỡ cắn này, thấy không? Mình nhìn đó mình sửa, uống thuốc đủ kiểu cũng không vừa hết. À, còn bổ tùng một nè, đây là còn quay luôn không gian luôn chim cho anh em xem luôn không gian, mình đơn giản lắm, nóng ghê lắm, không gian nhà mình nó nóng ghê lắm. Đó, bổ tùng một đang nằm đó kìa, tạo không? Nè, bổ tùng một đó đang nằm đó, xong lông là mình thả ra đánh liền cho thấy liền gì có mà đây không gian luôn chim đây, phòng ngủ của mình đây. Đó, con nào ở trong tủ ở trong tủ anh em nha. Mà con nào mà ở ngồi lại ngồi nhiều con đưa vô tủ lông chim nó không chơi nha, lần hoặc là ngủ không được luôn. Nay về kiểm tra và hiểu được con chim của mình nha. Đó. Đây, không gian phơi nắng là mình chỉ có xí chỗ này đó, nó có góc đó thay phiên nhau phơi. Thấy chưa? Chả có gì cả. Nuôi chim cực kỳ đơn giản, chẳng có gì không gian gì ghê gớm đây. Có chỗ này để ngồi đây. Trước mình tận dụng xí cái nắng chưa để mình ra đây, mình nắng trưa dường như là mình không phơi, mình phơi luôn nhảy. Thấy không? Cái không gian nhà mình nuôi chim đây. À, anh em vào trên like đây chia sẻ đây này, này cho anh em cùng xem làm cách để mình điều con chim làm sao không vô lửa, đúng không? Anh em giờ này có lên mạng nghe rồi nghe mà là họ dèm tới dèm lui tầm bậy tầm bạ không, là anh em tin tưởng rồi, nhiều anh em vừa rồi cũng quay lại cũng ân đó rồi nghe họ nói tầm bậy tầm bạ là cũng đổi cám con chim gần vô rồi, có là đổi cám rồi, có đoạn đổi cám khác cái gì con chim tục luôn, hoàn toàn luôn, không chơi không sổ luôn, gì mất chán luôn, có đầu cũng quay lại tăng lực. Quay tận lực mình phải điều lại từ đầu luôn, phải mà anh em mất một thời gian không? Cho nên cái gì mình cũng phải thấy, chứ đừng có nghe. Mình là chơi cái gì mà rõ ràng. Mình chơi cái tất mất cái gì cũng phải rõ ràng ấy. Quay là quay trực tiếp cho anh em xem luôn. Anh em so thì sắp tới tháng 4, 3, 1 đánh cho anh em xem gì đâu mà. Nên mình trọng 50-50 nè. Mục đích trọng 50-50 để làm chi? Để làm sao? Để anh em nuôi cho anh em thấy. Để anh em thấy nha. Phải mình nuôi để anh em thấy nè. Nè. Nghe không? Trọng 50-50 nó rất là dễ điều, nó dễ điều hơn là anh em trọng 100%. Nhưng nếu để mà người nào mà điều được 100% á, để mà dùng để mà điều được á, tăng lực 100% mà điều đúng cách á, nó đánh ghê lắm. Nước lửa đó cần anh em tới bao nhiêu năm mình điều không? 2 năm tăng lực liên tiếp mình điều quýnh sát số luôn, như thả lên là quýnh thả lên vô 3-4 cầu lần, quýnh 4-5 tiếng nữa chứ. Nghe không? Tấm xị nè. Tấm xị đang bị rất nặng, là bị trúng gió rất nặng anh em nha. Này, đang đó lại còn đây nè. Tấm xị đó. Thấy chưa? Tấm xị là phải dựng từ đầu, tấm xị là buộc phải dựng từ đầu. Đó, tấm xị này. Đây, cũng trọng luôn. 50-50. Rất là dễ chăm. Đó, rất là dễ chăm. Tất cả những gì mình hiện tại giờ mình trọng 50-50 cho anh em xem, 100% cũng được, 50% được, nó trong cỡ nào mình điều cũng được hết trơn á. 50% cũng được mà 100% cũng được, nó trong cỡ nào mình điều cũng được hết trơn á. Quan trọng do mình ấy, đúng không? Mình điều trái cây và màu tanh hợp lý. Thời điểm khi nào mà chim cần trái cây là mình điều trái cây, cần màu tanh là mình điều trái cây. Chứ lúc anh chim đã dư rồi bên em đẩy màu tanh vô nữa thì hắn dư để đi đâu? Đúng không? Chim y liền. Lúc cần thì không chịu điều, lúc mình cần thì mình cũng chịu điều, lúc mà không cần là mình điều. Mình đi màu tanh vô thì nó đâu có lợi gì đâu. Không, lúc mình không cần chiếm đủ rồi mình điều cho nó lăn chiếm mập này, mập nó phè. Nuôi lông cũng vậy, mà nuôi lửa nó cũng vậy. Thấy không? Cho nên là tại sao vì sao mà những cái tay mua chim 500-700, 1 tỷ đồ, vài tỷ đồ vào nuôi rồi chơi rồi cuối cùng được cái gì không? Nuôi xong lông cà bơ bắt hết trơn. Mình nuôi đây năm nay mình giận hai câu, mình nuôi giận hai câu, mình không nuôi dấp, nuôi tào lao. Không, năm nay hận gì dựng hai câu thì mình nói rồi anh em rồi, mình thông báo này và mình dựng được một câu rồi đó, một câu đi vào đầu rồi đó, đã lấy sao này đó, đây về tấm vé siêu cấp danh dự anh em nha, lấy đẹp luôn nha, 391 giải hồ thi mở rộng Đà Nẵng nha, đánh gần 5 tiếng đồng hồ đó. Đây một cái bộ cà phê đây, mình mua cà phê rõ ràng đây của sân hình đây đó, năm tới mình nuôi lông lên anh em xem cái gì này, mình nuôi lông 50% 70% 50% tương lực, anh mình nuôi lông lên anh em xem ok không, mình chơi với người thật việc thật đây. Đó anh em xem kỹ cái chim này nha. Cái chim này là có cái đầu bộ đầu này rất là dễ nhớ nè. Không nói là tướng ninh lê sao là đưa con khác ra nó bất công nữa đúng không? Đây, đó, anh em nhớ cái chim này nha. Đó. Mới mua về được mười mấy ngày đó, quýnh cái đầu tiên vừa rồi là bữa qua bữa mà chủ nhật vừa rồi là quýnh cái đầu tiên là lấy xe đó. Vào trong cái 529 lồng. Vé 500 ngàn ngay, mở rộng.
quýnh gần 5 tiếng đồng hồ đâu quýnh phách một rồi trong Tết không có lời nhắc nhở đâu chứ, đánh là phải đánh như cỡ đó chứ. Này này Tây Giang, nhớ con chim này, năm tới mình nuôi lông cho anh em xem, năm tới mình nuôi lông cho anh em xem cặp chim lên như thế nào, và nhâm lui lại vào mua thằng ra nuôi lên đánh cho anh em xem 10 con như chục con nào không định hết trơn á. Đời tính lên 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 mạng xã hội mà đã nói là không không bao giờ nói tầm bậy, nói mà nói cho được việc, nói mà nói chuẩn. Đây anh em xem chú chim này có ra chơi không, nhưng rất là bình thường này, chú chim này chuẩn bị mình dựng này. Đây à, chú chim này chuẩn bị mình dựng đây này à, anh em thấy bình thường không à, nhưng với mình chú chim này là xuất sắc nha à, với mình là xuất sắc nha, chú chim này không đơn giản nha. Đó anh em thấy bình thường không à, rất là bình thường, lông dài, chú chim này lông dài, thấy không, lông dài, cặp kiền rất là tốt nè, bộ đầu rất đẹp nè à, giọng rất là kinh khủng nè, thấy chưa à, giờ mà nói chú chim này mà đi lấy là sau này mà khả năng chú chim này lấy tỷ lệ mà lấy giải cao thì thật sự là anh em khó tin lắm, nói nó không tin chú chim này mua 8 triệu đây đó, mà mua 8 triệu tại dàn cà phê trường chim Quang Bảo này của bạn Sơn Hình luôn đây. Mình mà ra cà phê mình mà rảnh rỗi đi giờ cà phê với lại mình đi mà hoặc đi giờ cà phê với lại mình đi thi giải tuần mà để mình tuyển chim ra thì nó thật sự nay mình biết bao nhiêu chim mà kể không, có nhiều con chim mà nó xin lỗi em, có nhiều con chim không ai thấy được đâu, đem đi cà phê nó không chơi đâu, phải nhìn ra nó không, có nhiều con chim đem ra cà phê nó không có chơi không. Anh em anh em chỉ mua chim là anh em chỉ tìm chim, anh em chỉ tìm những con chim mà chơi đùng đùng đơn giản á, anh em xuống tiền em mua thôi chứ còn để chú chim mà đứng một cục không ai dám mua chơi á. Nhưng những chú chim nó lội mình liền, những chim mình nhìn ra mình lội liền, không giáo hình mình được. Những chú chim mình mua vàng cà phê, mua bởi ở Đà Nẵng nó tính liền nhiều tiền, phí tiền nè, mua những chim nó phí tiền, toàn lấy xe chứ nè. Tầm hay không ở chỗ đó nè. Thái chim chơi đùng đùng là mình mua đó thâu chứ, nuôi chơi đây ai chẳng được, nuôi đây nuôi được. Đó, bộ tầm mẫu này, đó. Đang đây, chuẩn bị sắp tới đây. Qua cho anh em xem luôn đó, chuẩn bị ra đánh nè. Vậy em cầm lại xem mà phải do cá mà do cái gì hay như thế nào. Mấy anh chơi cái Facebook ảo đồ cạnh tranh với bạn lên hậu nhóm nói tầm bậy tầm bạ không, thích là mình điều về 50-50 à, muốn dễ chăm anh em điều về 50-50 là cám 70-50% có 10 và 50 có 100 tự lực, mình bảo đảm anh em vô nhẹ nhàng lắm, con chim rất là dễ thích ngay, anh em điều đó cay rất là đơn giản. Và thứ hai đó đề là màu xanh, anh em có thể điều dư xíu cũng được, thiếu xíu cũng được, nhưng mà tăng lực 100% là màu tanh, là phải bắt buộc có một mức độ giới hạn, anh em điều dư là chim sợ được á. Mình đã chia sẻ anh em ngay từ đầu rồi, thấy không, và ngay đầu tiên khi ra sản phẩm là mình đã tư vấn cho anh em là tăng lực trọng 50-50 với cám khác mà tất cả các lô cám trên thị trường mà trọng 50-50 là chim nó ok mà anh em dễ chăm mà à, sau thời gian mình điều con chim về đang có lực của mình đánh lần khác, có lực chim của Tấn Lê mình mà cầm chim ra vào mình đánh những đấu trường lớn, mình đánh mình kiểu như mà không đánh đấu trường nhỏ anh em, thấy không, đánh toàn là 4-5 tiếng không, nay mình muốn điều 100% tăng lực để làm gì, để con chim nó đẩy nước lửa nó mạnh hơn, đánh mới sao được, đánh mà không lời nhắc nhở để vô lái xe nó buồn là hay, và đánh mà may mắn rồi là làm gì. Cho nên bây giờ mình quay về là mình điều này, mình điều làm gì để mình mong thị trường, bây giờ anh em cứ điều về 50-50 cám 70 mà cám tăng lực cứ 50-50 anh em điều. Trái cây thì cứ bình thường, mùa nắng khác, mùa đông khác, mùa đông thì anh em chủ lực là anh em điều chuối, thấy không, chuối bom sambuche đó là anh em điều, phải không, lựa những cái cây nào để cho bó phân tốt để mình em điều. Còn mùa nắng này là anh em này đu đủ là đồ đục đỏ nên chỉ cho nó lắc đủ nè, chứ anh em đừng có cho ăn rụt vàng. Mình nuôi chim là riêng cái cây là mình kỹ lắm, bởi vì rằng mình quan trọng nhất là vẫn là trái cây à, anh em thấy không, này cái này đủ đục đỏ này hả, đu đủ là đu đủ đục đỏ, còn cam mới là phải cam vàng anh em nha, cam vàng, chứ anh em đừng cho ăn cam xanh, anh cho ăn cơm xanh là thua đó, ăn cơm xanh là con chim xả lửa liền mà phân đi tầm bậy liền, ăn cơm vàng là phân nó đẹp, anh em nhớ nè, từ nắng nóng là phải có đu đủ cam thanh long đồ, chuối là phải chuối đục vàng đây nha, có nhiều nay mình qua mình thấy là chuối mà đem chuối đục trắng rồi mà cho ăn thì biết bao giờ cho con chim nó hư cái đường đục nó liền, nó đốc đường đục liền, chuối là phải chuối đục vàng mà sắc cái miếng chuối là nó chứa và thơm chuối đó rồi chuối cho chim ăn. Đây bỏ thùng ba đây. Đó, bỏ ba đây. Bỏ ba này. Được chưa? Xong lông chuẩn bị sắp tới này, anh thấy dòng lông cánh lông đuôi đang ra không? Này, dòng đuôi đang ra này là gần đủ nè.
đó, mở hồ vậy đó. Này, này, thấy chưa? Này, quay là quay trực tiếp cho anh em xem, với cháu chim làm cái chi mà chim mình tiễn vô mình nói mình giận con chim là mình giận con chim, nhưng mình không có giỡn, mình không có giỡn, mình không có nó tầm bậy. Sắp tới là mình giận con này đây này, mình giận con này là mình đang rất là kỳ vọng con chim hồi nãy mình đưa đó, con chim hồi nãy đó đó, con chim cái lông rất là dài nè, lông rất là xấu, rất là dài nè. Năm nay mình đi giận con chim lên lộn quả đấy, nếu mà trời thương giận con chim lại lấy sai là chuyện bình thường nè, lấy được hay không mà chưa biết nha, chưa biết nha. Chứ còn mà khả năng để đánh giá con chim này mình cực kỳ rất thích, nhưng con chim mà nhìn nó chán lắm, con chim mà nhìn lúc nào cũng sụp mũ, ở nhà nó chán lắm, sụp mũ cả ngày đó, sổ không xiết gì đó, lưng lông lưng lúc nào cũng chồng chắc này, nhìn ghê lắm. Chú chim này cỡ con chim này mà qua năm này chú chim nào riêng lọc bộ lông lên là chết mình liền, chứ lọc bộ lông lên là không biết làm gì, không biết chuyện gì xảy ra luôn rồi nè. Nè anh em thấy không đó, nhìn rất là đơn giản, thấy không, rất đơn giản, không ai nhìn ra chim này cả, con chim này không ai nhìn ra đâu cả đó. Mình nhìn ra chim này khẳng định em luôn, chim này rất là hay đó. Giờ mình phải nuôi lại nè, mình phải nuôi chú chim lại về dưỡng lại nha. À, mình về em dưỡng cái chim mình lại, em đánh cho anh em xem này, anh em nhớ bộ mặt này nha, nhớ kiểu cách này, coi thử tướng lên liền nó đúng mày không. Mà chú chim này mình mua 8 triệu tại trường chim Quang Bảo Đà Nẵng, ai cũng biết nha. Đó, chú chim này là sân hình bắt từ Đông Quê ra nè, có đầy đủ bằng chứng luôn nè, trên live stream nè, trên cái live stream mình không thể nào nói bậy nữa nha, nói bậy là không được nè. Mạng xã hội mà lây ông nói gì nói cho được vẹt coi, nói cho đúng đây, thấy chưa? Đó, mình dẫn con chim lên cho anh em xem. À, còn có chú chim mà chú chim vừa rồi lấy giải á, mở rộng á, lấy giải mà mới chủ nhật vừa rồi lấy giải mở rộng mà chung kết vừa rồi á, là chú chim là hiện tại là mình đã lấy được một sai và để chứng minh cho anh em xem nha. Rồi nhưng mà thời gian sắp tới này mình sẽ cố gắng dẫn chú chim lên tiếp, không thể dừng ở đó được. Đây anh em xem, năm tới thì mình nuôi nước lông lên anh em xem đi. Đó, nuôi nước lông lên lông lông cho anh em xem như thế nào, rồi cô thử con chim mới chơi được hay không nè, hay là chỉ là quảng cáo. Đây, thấy không, đã chú chim đây, mới lấy dạy em mới dạy vào đồng về 12 ngày lại vào cắm năng lực thẳng luôn, là vào cắm thẳng 100% năng lực luôn, quýnh cái bục phất vô trong cái mình có quay clip nên xem tạo thi đó. Hôm nay mình làm cái chim đó, hôm nay trong cái bộ môn đam mê trầu màu này nó không có đơn giản như anh em nghĩ, không cái gì nó có cách của nó, phải không? Mình muốn ít đóng tiền á, mình muốn mà cái con đường mình nhanh hơn mà ít đóng tiền hơn họ á, thì mình phải tìm hiểu thôi, tìm hiểu học hỏi. Mình ngày xưa mình đi học hỏi với bà, chứ học ông này học ông kia được nhiều cái thì mình phải tìm hiểu thêm nữa mới giỏi ra, phải không? Mình thả con chim mình đánh, mình sắp mình nuôi chim, mình xác định là con chim mình đủ lửa hay chưa. À, quan trọng nhất là đủ lửa hay chưa, đủ lửa chưa, nếu chim mình đủ lửa mình xác định thả đánh là an toàn lắm này. Còn xác định mình không đủ lửa mình thả ra, mình không xác định, mình không có phân định được là con chim đủ lửa và không đủ lực hay chưa là thả ra anh rất là mơ hồ, rất là mơ hồ. Là anh em đổ thừa do đang do đủ do này do kia đủ kiểu hết trơn, đúng không? Con chim nó xỉ lông nó còn có vấn đề của nó xỉ lông, nhưng mà có vấn đề nó xỉ lông đánh thua nước xỉ lông nè, nước lửa mình chăm không đạt đánh thông lại họ cũng xỉ lông nè, không? Còn nước lông nước lửa mà con chim anh em chăm nước lửa nó tốt, ok. Từ khi mà nó xui rủi tao, ví dụ như đang thi là gió đụng đẩy vô cái lồng nó xỉ lông, thì đó là cái trường hợp ngoài ý muốn, hoặc là nó chà lồng quá, nó chạy quá, nó chà lồng quá, nó sửa cánh sửa gì đó, sửa bụng chẳng hạn đó, đó là mình xui. Cái này là mình làm cái gì đó, chim nhà mình nuôi nhà nó nhìn nó ra toàn chim chim dữ không ra, nhưng mà không có con mô chơi mô chẳng, không có con nào chơi nào chẳng, thả ra là đánh, không có cần suy nghĩ, lên lịch là đánh. Mình nuôi chim nó phải chắc như đó, ăn mà được. Anh em bây giờ thấy rồi, anh em bây giờ nuôi dễ sợ chứ, nuôi toàn là 5 tiếng đồng hồ còn chạy đùng đùng nữa đó, mà lâu ngày 8 9 tháng rồi mình ra mình chơi lại thấy nó ót luôn mà. Đúng không? Anh em có chim hai mà giờ nuôi không tốt thì làm gì? Nuôi không hiểu được con chim mà làm gì, con chim ăn bị tâm lý miết rồi thôi, con chim đang bị tâm lý bị sợ đáy khang nên là mình không biết được con chim bị tâm lý. Là mình cứ mơ hồ miết rồi này kia là bắt đầu đổ này đổ kia là tùm lum tà la hết trơn ra. Đúng không? Trong cái sân chơi này á, cái gì vậy mày? Cái đầu tiên mà cái gọi là cái trang bị cho mình á, đầu tiên là cái nghề là cái gì? Cái kinh nghiệm á, nuôi chim nuôi cho tốt. Mình nuôi cho tốt thì mình cầm chim mới được.
không? Cậu dù mình có tiền có bạc mà bây giờ cầm không tốt, mình còn nói chuyện tao đây. Nó đang ở mùa này á. Điều 100% nó lực thật sự con chim vô ghê lắm mày. Nếu đồng điều đúng cách làm phát hiện chim dễ sợ lắm đó. Quánh lực hết lực con chim luôn. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, có quá trình điều để 100% rất là khó này, một sự cảm nhận giữa người chủ và con chim nữa, và bổ xanh phân xung màu tanh mà đúng thời điểm của nó nữa, đợt thiện đang cần mình đãi vô, còn thiện đủ rồi là mình phải cắt, chứ mình đãi vô là nó dư liền. Cho nên bây giờ mình chia sẻ này là tất cả nhà bây giờ dân chim mình sẽ quay mình điều là cỡ nào điểm được tăng á, bây giờ thích là 100% tăng lực cũng được, hay là mình điều 70% được, hay là điều 50% tăng lực cũng được, 50% 50% tăng lực và 50-70% được, hay là anh em điều cắm khác cắm nào cũng được hết, 50% tăng lực là rất là dễ chăm. Nó bị giam cũng năm mấy năm rồi là mình chăm cái cách của mình. Chăm cách của mình là mình điều 100% thật lúa đùng đùng gì đâu mà. Đánh như cái máy gì đâu mà đâu bắt đầu nè, bắt đầu nè. Chú chim mình mới lấy dạy mưa động nè. Đúng không? Chú chim này mới lấy dạy mưa động nè. Mình cho 100% năng lực nè, bây giờ mình thích mình cho về 70 nè, mình cho về 50-50 nè. Nghe thấy chưa? À, thích là mình cho về 50-50 nha. Mình thích là mình cho về 70. À, mình cho về 100% năng lực vẫn được, chim vẫn điều vô cãi. Cỡ nào điểm được cái chăng á. Đó. Thành ra nó khó. Rồi mình mới chia sẻ anh em là anh em cứ là anh em muốn là điều tăng lực 100% nó khó quá thì anh em nên điều là điều 70. Nha, anh em điều 50 tăng lực và 50 70. Đó. Nó lấy cái hũ như thế này nè. Đây. Đó, thấy không? Đây này lấy hũ nè, anh em bỏ vô đây. Đó, trộn lắc đều lên như thế này. Rồi múc cho ăn thôi. Quanh năm suốt tháng cả nuôi lông cả nuôi lửa bình thường. Cả nuôi lông cả nuôi lửa bình thường. Đó, bây giờ mình quay để mình điều, mình mục đích mình điều chim để làm cái gì? Mình điều để cho anh em xem, để cho anh em xem, để cho anh em xem là điều có đánh ổn hay không. Cho nên có nhiều anh em đặt vấn đề là mình dùng cắm riêng, anh em mục đích mình đi thi chim để làm cái gì? Mục đích mình đi thi chim để bắn cám mà để chứng minh cái dòng sản phẩm mình dùng cắm riêng rồi mình bán ra thị trường cắm khác, đồng chim anh em mình nuôi tục lên tục xuống rồi mình bán cho ai? Không mình bán cho ai? Mình chơi gì nó mang cứ người thật việc thật mình chơi là cái đơn vị mà nó mạnh mà được nhiều anh em ủng hộ, ông trời ông thương. Mình chơi mình giả dối mình nấu sẵn nó mà tàu lao với đâu nó dốc nó khoát là ông trời ông thương đâu. Bộ ba từ xưa giờ quảng cáo tính lê quảng cáo từ xưa giờ không bao giờ nói là cám này ghê gớm này, không có. Dùng mà cảm nhận, cứ dùng mà cảm nhận, từ xưa giờ dùng mà cảm nhận thôi. Thậm chí một tháng mình không biết rồi đang có nhân của mình đâu mà. Dùng bà cảm nhận, em tự dùng bà cảm nhận. Còn ông thì nó dựng bổi, dựng bổi, dựng biết, lấy xe, lấy xiếc. Lấy tiền bố như rồng, như rắn, khẳng định đồ Bắc Kinh luôn. Con bổi này là 100%, đồ này kia đồ. Không lấy xe là nghĩ cho chim đồ, mà nói là phải làm được, phải làm được nè. Đừng có nói khăng khăng với bà Lan, mình nói là mình làm được, mình nói phát một anh em ngay, không có phát thứ hai, xưa giờ tính lên không đủ bậy nghe. Nay mình đang nhớ mặc dầu là không đủ bậy nè. Còn vấn đề mình chia sẻ anh em như thế nào á, mình lấy mình nuôi chim ra sao, mình chia sẻ sao là mình nuôi như thế nào, chia sẻ anh em đây đó. À, quan trọng nhất anh em phải hiểu con chim nữa. Thấy không? Có nhiều con chim anh em trai của sổ con chim vô lửa. À, trai trong nhà không vô lửa mà trai của sổ vô lửa. Có nhiều con chim bảo ông tủ là vô lửa mà trai của ngủ không vô lửa. Có nhiều con chim bảo ông tủ là nó không có lửa luôn. Không vô lửa luôn. Anh nuôi muốn đợi không bao giờ vô lửa mà bảo ra ngồi là có lửa. Cho nên có nhiều mẫu câu mẫu tính là mình quan trọng nhất mình vẫn phải hiểu con chim, vẫn phải hiểu con chim anh em nha. Còn về bổ thần 1, bổ thần 3, bổ thần 4 nè là tầm cỡ nói chung là con chim nó vẫn nhấn đang bị cái nào anh, đang bị tư tưởng thấy không. Cho nên tầm cỡ thời gian nữa mình thả nó đánh được rồi đó. Đây bổ thần 4 này đó, nhìn nhờ chán không đó, bổ mẫu đó đó. Nuôi xong làm đánh cho mình xem nhé. Thấy không? Nuôi lây làm đánh cho mình anh em xem nhé. Mấy con là nói dốc, nó tháo đồ này kia đồ. Nuôi 10 câu mà đánh được 9 câu. Và nuôi 10 câu, nuôi 15 câu, 20 câu, 10 câu là đánh được 1 câu, 2 câu là làm chi? Làm sao chứng minh được cái dòng sản phẩm được? 10 câu là mà đánh được 9 câu, 8 câu. Nước lông này lông mà ok, nước lực ok, nước lửa ok, chim hai thả ra đánh thôi chứ có cái gì đâu suy nghĩ. Được không? Được hay không là vấn đề là được hay không nữa là có ý trời nữa đây, còn mình cứ chơi đúng lòng trời ông thương thôi. Đơn giản nữa thôi. Chơi đúng là trời ông thương. Được không? Chơi thực lực chơi đúng.
đừng có tầm bậy tầm bạ ông trời ông thương cho nó cho lấy cho nó, còn mình tầm bậy tầm bạ là mình cứ vớ vơ vớ vẩn là ông trời ông thương đâu, cho đất lấy nó xuống biết rồi. Ông trời không phụ lòng người, ông trời là ông không bao giờ phụ lòng người, cho nên anh em đừng anh em phải tin điều đó. Nên mình làm sao mình phải đúng, sai là phải nhận, sai là phải đứng ra nhận, sai rồi phải cùng cái bướng rồi nói cho được việc này cái ai nói không được, đúng không? Một thương hiệu đẳng cấp mà khi họ đứng ra họ quảng cáo sản phẩm nó khác đó. Bảo à, bảo ra đó, vài bữa nay đó đang gọi là ổn định lại cái tư tưởng này, thời gian sau là chuẩn bị cho nó đánh đây nha, thời gian mình cho đánh đây tấm sĩ nhìn tàu không. Qua cho anh em xem những cái em nói là con rồi tấn linh lê nó láo quay ghép clip tầm bậy tầm bạ nữa này kia nữa nó giữa đực này đó, không đủ là anh em nhớ ăn đồ đủ này nha, đủ đủ là mình ăn đồ đủ đục đỏ này nè, cho ăn cái loại đồ đủ đục đỏ này cực kỳ ok. Đi ngửi mùa nắng này, nhưng mình đi thi anh thấy dạo này thấy anh em đi thi là cũng bỏ đu đủ nhiều này là dường như là mình lên chia sẻ là hiệu quả đó, hiệu quả anh em mới dùng nhiều đây đó, trời nắng nóng đi sáng chuẩn bị đi thi là anh em cho nó ăn xíu đu đủ nha, rồi mình để mấy đu đủ nó sẵn luôn, khi vào 10 câu là mình cho nó ăn xíu nữa cho nó khỏe ăn chim đu đủ là đu đục đỏ, cam là phải ăn cơm vàng, cam là mình ăn cơm vàng anh em nha, cam là ăn cơm vàng, đừng cho ăn cơm sành, ăn cơm sành là ăn cơm sành cũng chim đi phòng lỏng hết, thấy không? Cam là phải ăn cơm vàng, anh mùa nắng này anh em nên điều đồ mát vô cho nó, cho con chim nó khỏe, trộn 50-50 cám 70 và tạo lực, mình trộn cho anh em xem luôn chứ cám thì nó phụ thuộc anh em ơi, cám thì chủ lực là mình thôi, chủ lực là cái cốt con chim mình nó phải hay, thấy không? Mình nuôi đúng cách cám nó chỉ 20% thôi, nhưng mà trong ba yếu tố cám 60% là con chim mình rồi, con chim mình phải cốt, con chim mình phải hay, con chim mình dở không cắm trời mùa giận được hết á, thấy không? Đó, 60% là con chim mày, 20% là cái chế độ mình nuôi về ổn định, nuôi về hợp lý, mình hiểu được con chim mình, con chim mình mới hăng lên đạt phong độ được. À, cám chỉ là gọi là 20% thôi. Nhưng mà ba yếu tố nó phải đạt ngay, ba yếu tố nó phải đồng thời nó phải đạt hết ba yếu tố thì con chim mình mới giúp con chim mình lên đỉnh nha. Chứ còn ví dụ như bây giờ ba yếu tố nó mất một yếu tố là cũng được, thấy không? Tiêu chí càng ngày càng khắc khe, mà anh em chăm chi mà không tốt làm sao mà đánh ăn họ được, lấy gì ăn họ được. Nay cũng bỏ tiền tỷ nên mua có 500 triệu 300 triệu mua con chim về, nó không biết nuôi cũng rớt mầm mà rớt đùng đùng mà rớt như thường, vẫn rớt như thường, đánh vé 5 xị một chai rớt như thường, phải không? Còn nay em nuôi tốt chim anh em hai cậu cám ok, nay em nuôi tốt, phải không? Đấu trường lớn thả nó quýnh có cơ hội ăn bình thường. Cho nên cái quan niệm của mình là đừng nói chim rẻ là cho được, chim mình chim chị cũng được đó, quan trọng con chim nó hay, chim hay là ông tự chim rẻ ra hết á, tự chim rẻ đấy. Con chim mua vàng cà phê nè đó nha, đúng cái đồng phát chạy vô cái liền, nó đúng thời vô cái đồng liền hai là ăn thôi nha. Mình vừa đầu mình quay phim trực tiếp cho anh em thấy là 100% năng lực mình luôn mà, đúng không? Đấy, quay là quay tại hậu thi luôn chứ đâu phải là mình quay tầm bậy tầm bạ đâu, mình quay giáo anh em đâu, đúng không? Ai dám nói chuyện mày lấy xe không cả là đẳng, bây giờ đang giật mình kia mày đây đó, bây giờ này mình quay về mình điều lại 50-50 và tăng lực và 70 nè, để mình cho anh em xem nè. À, cứ thế hôm nay em xem tao, cứ thế là xem tao điều rất là đơn giản, 50%, 70%, 500 tăng lực anh em cứ điều đơn giản là mang lại hiệu quả đó. Cái cây vô tư còn điều 100% năng lực là nay phải điều thật sự đúng cách nghe, nó phải vô một cái khuôn khổ nhất định, thật sự cũng gọi là khó đó, cũng gọi là khó đó đó. Anh em đổ vô cái này, anh em trộn lên lắc đều lên rồi để đó, nuôi lông và nuôi lửa phát một, mình nuôi lông nó rạc liền như năm, nuôi lông con nào cũng đẹp mà, con nào cũng đẹp và con nào cũng đấu, con nào cũng đẹp con nào cũng đấu, con nào săn cơ ngắt hết trơn á, thả nó cũng bụp liền không phải chờ đợi. Từ xưa giờ bao nhiêu năm mình cầm chim thả ra sông lông thả lên bụp luôn họ luôn, không có chờ đợi chứ, nhưng mà chứ chim nuôi dần lông nền lông mình nuôi tốt lên là săn cơ bắp nó khỏe, con chim nó không bị stress là thả ra nó bữa liền thôi chứ, sông lông là bữa liền
xong lông là bực họ liền với mô mà chờ đợi nữa mà. Đây mình đang rất là kỳ vọng với chim này anh em, nói giận là giận lên tầm anh em, phải giận giận tầm bậy mà nó tính lê nó bậy lắm có nè. Không phải nói bây giờ con này mà không lấy sai được là mình nghĩ cho chim, mà nói mình nghĩ là mình nghĩ nè, chứ tính mình không có nuôi sẵn nè, thà đừng có nói. Con chim này là mình cái kỳ vọng thôi nghe, mình kỳ vọng rất kỳ vọng chim này, ở năm này mình dựng hai con lên cho anh em xem, đúng không? Coi thử chim mông dựng bẫu nó đang mới ra bung bẫu được, có chim mông am hiểu về chim thì mới lên dựng bung bẫu, mới đứng ra làm bẫu được, bung bẫu được. Chim mông mà không có ra mình nhận được, còn để mình lên nói được việc ấy đâu được, đúng không? Đây con chim rất là bình thường đúng không? Anh em nhận chim mình nên bươn đúng không? Đây mình dựng con chim này cho anh em xem luôn, thêm câu nữa đây. Đây mua toàn chim cà phê đó, chỉ mua 8 triệu đó, dựng lên bình thường. Đâu phải là con chim rải là chơi không được, đây nó con này bỏ con niệm đi, con nào cũng từ con chim cà phê lên cả, chả có con nào mà nói là từ dàn thi ra, con nào cũng từ chim amateur đấy. Cái này quan trọng người nào mà nhìn rắn hay không thôi, thấy không? Đặc biệt những cái dòng chim cột nó lên dạng, nó dường như là có nhiều con không chơi, không có chơi, nhiều con không có chơi xù xỉa ra, nhưng mà với mình lên mình xua cái rạc ra là hắn lùa ra liền, không có giấu đâu, không có trấu đâu được ấy. Đó tầm hay không ở chỗ đó nè, tầm hay không là chỗ nữ đó, đứng ra làm bẫu được chứ con chim mình không biết như thế nào làm gì, đúng không? Đó này mình chứng minh em xem câu nha, nói có sách là mất có chứng ở đây nè, đúng không? Mình chứng minh đây một cái giải đấu đầu quýnh trận đầu tiên ra ăn xe rồi anh em, đúng không? Ăn xe mở rộng anh em đâu phải dễ đâu nha. Đó lấy về tấm vé siêu cấp danh dự anh em nha, 391 nha, chú chim 391 tạo thi mở rộng nha, đó, có tầm bậy không? Anh em thấy đẹp không? Đó này thấy chưa, thấy chưa, thấy đẹp không? À, như chim này rất là giống quỷ dữ anh em nha, rất là giống quỷ dữ của cũng gần như giống quỷ dữ của Khánh Nguyễn, nhưng mà con này nó xấu hơn quỷ dữ anh em, đẳng cấp thì chắc chắn là không bằng quỷ dữ được đâu. Quỷ dữ nó con chim sao số rồi, nó một con chim đẳng cấp rồi anh em, nó con chim là nó thuộc diện con chim hiền thoại rồi. Nó quỷ dữ là nó để mà câu kiếm con thứ hai thì hơi khó. Thì con này nó cũng bộ hình cũng từ anh em thấy bộ đầu không? Này. Đó bộ đầu đây. Đó nó đó. Này bộ đầu đó nè. Đây. Bộ đầu đây này. À, bộ đầu đó. Đó, con câu này nó xì lông anh em, dài lông lắm, lông thì nhớt lắm, dùng lông rất là ghê. Đó, mình nuôi sỉa không cho mình nè. Đó, nó đó. Hy vọng rằng là chú chim này mình sẽ dìu nó lên anh em nha, dìu nó lên. Thì mình hai mình chứng minh là anh em một phát một rồi đúng không? Anh em cứ theo dõi chú chim 391 có dạy mở rộng á, đánh cái tầm bậy không? Có cơ cáo không? Có dìu chim không? Đánh có lấy thuyết phục không? Không phải là mà này kia đâu, bài ngửa luôn, chơi là chơi bài ngửa luôn, không có lòng vòng đó. Bây giờ một câu nữa anh em nha, chứng minh một câu đó. Còn câu này hy vọng là câu này, còn bây giờ mình đang có 4 câu lận, bắt 4 câu lận, năm này là thời gian vừa rồi mình ở nhà mình không chăm chim là mình bắt 4 câu lận. Hai con kia rất là hay, nhưng mà hai con kia cũng nhắc quá, hai con kia nó một câu là y như bổ thằng ba luôn, phách là phách đệ tử bổ thằng ba luôn, một câu là y bổ thằng bốn luôn, nhưng mà nhát quá chơi chưa được, nhát quá là bây giờ con chim nó đi thi vẫn được anh em, nhưng mà đại khái là dời lòng là con chim nó đứng. Đó, cặp chim là hy vọng là mùa xanh mùa lông năm sau là mình dựng lên luôn, mình dựng lên con chim cặp chim luôn. Cặp chim là mình đang gửi trên cho Nguyễn Văn Linh nuôi và cái trung tâm trên anh em trung tâm chim mẫu luôn, thì làm sao để cho nó dạng, quan trọng nhất là cho con chim nó dạng và tâm lý nó thoải mái đi nữa rồi. Đầu rất lông mình đem về ôm lông lên làm sao là quấn đâu. Còn con này là chắc chắn mình dựng nè, năm này đâu nè, may mắn năm này đừng có rất lông là con nào đừng có xuống lông là khả năng năm này con chim này sẽ lên lại nè, con chim lên luôn nè, này lông nó còn ghê gớm nè, đó. Con kia là sấy bụng mà con này là sấy lưng đây, ở nhà nhìn bưa đầu chè lắm. Mình nói đâu lúc anh em không tin.
Đà Nẵng này còn tin mà, nay con tin không tin mà. Nó đi dựng con chim đây con tin không tin mà. Nay con tin mà còn là không tin là mình dựng con chim lên luôn mà. Đừng nói người khác. Đời mình không có giỡn. Lấy mạng xã hội đâu có giỡn được, mới nói được. Mình giỡn là tầm bại. Mình giỡn là mình coi thường anh em. Mình coi thường cái người mà cái người hâm mộ mình á. Đúng không? Mình nói được là mình phải làm được. Mình giỡn là mình coi thường người hâm mộ mình, người họ đang gọi là họ đang thần tượng mình mà để mình giỡn tầm bại được. Nó giận là giận. Được hay không là tính sao chứ mình không khẳng định. Đúng không? Được hay không anh em tự cảm nhận. Phải lại nói trên trời trên đứng nói như rồng như rắn nói không đau bổ đau ấy. Không đau bổ đau ấy. Đó cặp chim đây. Qua anh em trai này cặp chim này mình dựng ở đây. Nè. Đó con này là hy vọng con này đây. Con này thì sẽ mình dựng tiếp đây nè. Năm này mà hy vọng con này mà ok là mình dựng lên luôn anh em nha. Ừ. Nè, đúng không? Ok rồi đúng không? Đó. Thấy không? Đó. Vô tăng lực 12 ngày, vô tăng lực 100%, vô ra 12 ngày cám cầm mình nuôi đúng 12 ngày thảo cái bực lấy cái dải mở rộng. Lấy thuyết phục. Lấy là lấy thuyết phục luôn. Đó. Bây giờ là mình sẽ dựng con này nè. Năm nào mình khả năng mình sẽ dựng một cặp anh em nha, dựng một cặp chim lên. Vì sao? Nói với bộ thần một bây giờ nó cũng nhiều mùa, mình cầm 6 mùa rồi, nó cũng 8 mùa rồi. Tám xì cũng 8-9 mùa rồi. Thấy không? Bộ thần 4 nó cũng già chim đó, nhưng mà trẻ đâu, bay đồ cũng già rồi đó. Bộ thần 3 thì cũng gọi là 5 mùa đó, 4-5 mùa với đó thôi. À, bộ thần 3 là 5 mùa rồi. Bây giờ mình mới dựng cái lớp trẻ lên đây, dựng vài câu năm tới là mình dựng luôn 4 câu lần luôn. Thấy không? 4 câu mình mua là 4 câu mình mua là chưa tới một 4 công chim mình mua là thật sự là mà chính xác là chưa tới là gọi 70 triệu anh em nha. 4 con mua là không biết điều gì xảy ra nè, chứ không phải đâu. Chứ không phải nó mình mua chim rẻ là chơi không lại họ đâu nghe. Đẹp không? Anh em thấy đẹp không? Chứ không phải mua chim rẻ là chơi không lại họ đâu nghe. Con chim nào cũng từ cà phê pháo ra chừng á. Từ mấy con chim amateur đấy đó, may mắn sở hữu được này không mà nhìn ráng hay không đâu, dám xuống tiền mua nó hay không đâu. Chim cà phê mình bỏ ra vài chục mình mua là chuyện bình thường. Có tầm nhìn mình nhìn nó được, mình đi mình nhìn tính toán được con chim, mình nhìn được con chim là có nước hậu nước sau của nó, có nước tiếng lên. Xuống tiền mình mua là chuyện bình thường, có nhiều nay con chim đánh giải rồi vào đó, nhưng mà đánh giải rồi mầm trong cái nhiều đó nhưng mà không mua. Bắn mà 20-30 là mình không mua, 30-40 mình không mua, nhưng mà ngược lại mình mua chim cà phê chân ướt chân ráo là mình kết là mình mua. Có nhiều con chim ra vàng cà phê mà không chơi luôn kìa. Không chơi luôn gà đó, mình mua bữa ghê nữa gà, mình mua mà nó mình bỏ ra 20 triệu mua chim này mới gớm nữa gà. Đó, phải nhìn ra nó. Phải nhìn ra nó. Mình mới nói chuyện được, nhìn ra. Bộ thằng bấu đó. Bấu. Nhà mình nuôi đơn giản ngay, đơn sơ mộc mạc nha, rất là nóng anh em nha. Không gian mình nuôi chim rất là nóng, nhưng cũng chẳng có gì là cao xa gì cả, mình cũng chả đầu tư gì cả. Không gian mình nuôi nó cũng chả đầu tư gì cả, anh em bình thường. Đó, anh em nhìn tàu lỗ không? Này, đồ nghề nè. Chả có gì cả. Đó. Đó, mùa lạnh mình đưa vô đây mình sấy nè. Mùa khi mà lạnh quá là mình lồng lộ là mình đưa ra mình sấy lồng nè. Đây. Thứ thôi. Đầu tư thì đơn giản đây, cái lồng bổ tầng 3 này, lồng xe cua này, đó, lồng gà thấy không? Bổ tầng 3 này, xe cua này. Đó. Lòng lộ mình chơi cũng lòng rẻ tiền hết, chẳng có lòng nhưng mà ghê gớm hết trơn á. Nè. Không có gì ghê gớm hết, toàn hàng rẻ tiền hết. Chẳng có gì gọi là ghê gớm hết trơn á. Rồi năm nay thì thông báo cho anh em là mình đứa anh em nha. Anh em cứ là 70% năng lực. Dễ chăm cực kỳ. Đó. Dễ chăm cực kỳ. Đó. Về mình lẫn khác liền đó chứ. Về mình làm sao không khác. Mình đang gặp chủ cũ nè. Mình hiểu được nó. Mình hiểu được ý của nó ăn cái gì, nó muốn cái gì, nó ngủ ở đâu. Nó hiểu được nó, con chim nó hiểu được mình liền à. Nó ok liền à, nó nhanh, rất là nhanh vô. Con chim mà từ đầu mua đánh hư cái đầu đó, mình cầm con lên được nữa. Nó như là cái nói mà mấy con chim mà đang đỉnh.
Nên bây giờ thi đang vàng á, giờ yếu tố may mắn nó cũng cao anh em, cho nên là vấn đề là mình cũng khuyên khuyên cao này em chăm chim mà thiệt tốt. Được không? Anh em mà cái chăm mà muốn để là con chim anh em đạt được phong độ anh em cứ liên hệ với cho mình, được không? Số điện thoại liên bao bì, giờ lờ số điện thoại bì vô chăm sóc đặc biệt luôn. Mình chăm anh em có thử con chim anh em có lên không? Chim anh em tới đâu là anh em báo tới đó mình chăm cho. Chăm thử một câu là anh em có thế quy trình là anh em chăm, khi mà anh em đã đủ kinh nghiệm là cứ vô phôm là múc, không cần suy nghĩ. Phải nó bắp mà mỡ. Trời ơi, lại phải rõ nát, không có bắp mà mỡ gì cả. Mình dẫn bẫu đó, dẫn bẫu là dẫn bẫu anh em. Có nhiều anh em nó trong trung tâm nó nhiều bẫu đó. Có nhiều anh em nó nói là trung tâm bộ ba nó nhiều bẫu đó mà rằng không lấy đi chim bẫu ra đi thi đi chơi mà rằng đi mua. Ủa trung tâm là việc của trung tâm. Trung tâm là trung tâm chứ trung tâm là dẫn bẫu để bán cho anh em, nhưng mà trung tâm để dẫn bẫu để bộ ba chơi. Đúng không? Dựng một con bộ mới tốn 2 năm trời. Đó, bộ ba chịu dựng 3 con lấy chim trung tâm ra thì chỉ có 3-4 con thôi là đưa cho anh em trung tâm người con á. Đó, con bộ trung tâm 1, bộ trung tâm 2, trung tâm 3 là lấy chim từ trung tâm á, con nào nó giải rồi đó. Năm sau nữa anh em mới thấy con chim nó lây nè. Mình coi dựng có đúng hay không nha, nó bậy nó tùm la với đau cũng được. Ngày xưa con bộ trung tâm của mình đưa cho Nguyễn Văn Linh á, mình tặng Nguyễn Văn Linh chơi á. Con chim mấy người chơi nó không sổ luôn. Đây mình là 5 tháng không sổ luôn. Độc vị còn ra chim mình nữa, giữ lại tặng cho anh em chơi. Còn chim mình chơi là mình bắt ở ngoài không, còn chim hai là mình đưa cho anh em chơi. Những con chim ở trung tâm ở trung tâm bảo ba là hai là đưa cho anh em chơi, không có giữ gì cả. Đầu còn bao nhiêu mình tặng người con là xong hết, là đưa anh em chơi hết. Anh em ra số tiền 5 triệu là có 5 triệu, 4 triệu có 4 triệu, thấy không? Anh em 7 triệu là có 7 triệu, thích chim có 7 triệu là có 7 triệu, mà con 7 triệu nó phải đợi nha, chứ không có liền được. Cũng như chim 4-5 triệu này phải đợi ít nhất phải đợi 3-4 ngày chứ không có, không thể có liền được. Này quá trình con đường đam mê nó không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu, đừng có nói là chim hai đồ này kia là muốn ăn rồi đâu. Phải hai, tất nhiên chim phải hai đó, phải tìm chim cho hai chứ không có cám nào mà trị chim ăn dở thành chim hai cả, đúng không? Hai là chắc chắn là phải mua chim hai rồi, chắc chắn hai là phải nuôi cho hai, phải nuôi cho hai. Còn hai mà nuôi ra chi thì cũng bằng không thôi anh em, thấy không? Đây giờ bữa nay cho bấu ra đánh rồi này, đâu này đang này, đây chào con giải đi con, đây chào con giải đi, cố gắng rồi chỗ này nha, thấy không? Bỏ đồng ba này, này bỏ đồng ba đó, đó. Đó. Bỏ không, thấy không? Trụ 50-50% tăng lực anh em nha. Đó, trụ 50-10% tăng lực. Mình chăm cho anh em thấy, để mình điều cho anh em điều theo. Nên anh em chăm mà 50-50 là dễ chăm lắm. Cũng như ngay từ đầu mình đã chia sẻ anh em rồi, ngay từ đầu khi ra thì dòng tăng lực là mình chia sẻ anh em rồi là chăm 50-50%. À, nhưng anh em nào đẳng cấp á, anh em nào kinh nghiệm nhiều á, anh em điều có cái lực 100% điều nó vô kinh lắm. Vô là đánh lúc pin luôn, phải lô vô đánh tầm bậy tầm bạ thôi mà. Vô là đánh sập một chè luôn chứ. Thả là 3-4 con đánh là ok, 3-4 con như vậy thì 10 con, 7 con, 8 con, 10 con, 20 con, chim sai, chim thi ra 1 con, 2 con làm gì? Thôi bộ đồng bấu lỡ cái tủ đây. Đơn giản nè. Không gian nuôi mình rất đơn giản nè anh em thấy không? Nè. Đây, bỏ vô tủ đây, hắn này đó đó. Về đúng cái tủ của hắn này. Đó. À, đó đó. Nó về đóng tủ đó. À, về đóng tủ hắn đó. À, nó về đúng cái ngầu nhà của nó, đúng cái tổ chỗ của nó. Con chim nó sẽ khả năng nó vô lại nó xả stress được. Còn lao đây là bẫu tầng 4 rồi, tất cả con chim mình nó đang bị xuống nước, nó đang bị xuống nước. Anh em thấy không? Nó đang bị xuống cái nước của nó. Vì sao? Nói như ngày xưa mình cầm chim đánh vụ đánh đầu thắng đó, toàn là 10 con chung kết không, muốn toàn đấu đường lớn không gặp cột, đánh nào tài lai hết chứ, đúng không? Quá trình khi mà chuyển vùng thời tiết lên vấn đề lên đậu tay đậu chỗ con chim nó bị sao đấy cái này, thấy không? Trong mấy tháng làm sao cầm chim được, muốn không đạt được cái lửa của nó không đạt được cái nước lửa của nó, là đánh là rớt sát tốt đồ là nhiều, hoặc là ăn tốt đồ nhiều là con chim nó bị lùi xuống cái tư tưởng. Mình chăm lên lại xử lý lại, còn để con chim mà không bị tư tử mà chăm lại lên liền mà
Long Dương mà nói anh lẩu này như Long Dương mà nói thiệt anh em chứ mà chăm cái xong cái mùa này này bắt đầu hết mùa này là mùa long năm sau Long Dương chăm là lên chim thì làm gì có đó lên chim mà nói gì nữa, lên chim còn xin ấy Long Dương mà qua mùa long mùa dứt điểm mùa long xong nuôi dần long năm sau lại là không cần có suy nghĩ nữa anh em, không có sợ gì nữa, đưa bao nhiêu con nuôi ok đó bấy nhiêu con chẳng á. Phải trải qua thất bại, em của mình dạy em mình ra, mình nói này ai muốn mình ra phải trải qua thất bại đi, không có chạy không phải cái gì mà cũng kèm đâu đó, đưa chi mà chơi đi, chơi thoải mái, đừng có để phá, đừng có hư chi mà được, đừng có để hư chi mà được, đừng có để mà chục mèo vô nó được, đừng có để bị stress nặng quá là được, còn tất cả phục hồi năng lực tất cả một cái đi mà đây chơi cho đã đi, chơi banh của Lan được anh đây mà quan trọng chi, chơi đi chơi, đừng có để mọi chi nó hư luôn là được, đưa vào đây hư cái nào phục hồi đó, bể năng lực là có cách xiết xiết năng lực cái chân á, bể năng lực mình xử lý năng lực trong vòng 6 tháng là chim lên lại liền, đúng không? Long Dương bây giờ cầm dây đồ mỗi tầng năm đồ tầm cái qua mùa long năm sau rồi quấn đồng đồng luôn nhé, lạng quạng quấn dây kêu luôn nhé, răng đủ đâu thất bại chịu đâu, thất bại cũng đã chịu đâu, đúng không? Tới lúc phải thành công. Mình không có quan tâm, mình giao chi nay mình chơi không quan tâm nó, lao lao lên thăm chứ đi về thôi, không có quan tâm chứ đó, chơi đi. Hai. Mình rất thích cái chim này nha anh em, thật sự mình rất thích cái chim này nha. Thích ghê lắm. Đây. Hai. Thích cái chim này ghê lắm, đó khả năng mình dựng cái chim lên đây. Thấy không? Này, nuôi luôn 50. 50 gắn 70, 50 gắn tài lực luôn này. Thấy chưa? Đó. Vì sao mà vì sao mà bên công ty là ra cái xe cám là không phải là xe khung. Đúng không? Xe cám nè, chim nó đói, khi con chim lên vàng nó đói lúc nào nó lựa hạt to nó ăn chứ. Thấy không? Ăn hạt to thì ăn 5 mỏ, ăn 3 mỏ, còn ăn hạt nhỏ thì ăn 5 mỏ thì rớt thôi. Nên cái nào nó lợi cho tiêu chí là mình làm anh em. Mình ra sản xuất là cái hạt cám là mục đích là làm cái chi? Mình phải thay con chim, đừng có bắt con chim thay mình được. Mình đói mình lên vàng, mình đang chạy đua với họ nữa thôi chứ cho thời gian nghỉ ngơi mình vô mình ăn cơm, mình thấy tô cơm mình chán cơm, lúc mình đang đói mình lượm tô cơm mình ăn chứ mình lượm chán cơm. Ở nhà thì không tranh giành với ai, không mệt mỏi với ai thì mình lại lựa hạt nhỏ hoặc to mình ăn bình thường, như khi ra vàng ăn khác. Ra vàng mà đang đấu họ mà khi nó mệt nó xuống nó ăn là lúc nào mình lựa hạt to ăn chứ, đa phần lựa hạt to ăn. Thì có phải lợi tiêu chí không? Nên cái vấn đề là đừng là vấn đề là bộ ba là sau này một ngàn năm sau nó trăm năm sau không bao giờ bộ ba ra một xe hạt đều, phải là xe hạt tự nhiên của nó. À, là mình theo ý con chim luôn, mình chơi mình phải tìm hiểu con chim mình ra sao, phải tìm hiểu nó muốn cái gì, nuôi con nít cũng vậy thôi, con nít con mình vậy thôi mà hiểu được nó ăn cái gì, nó muốn cái gì chứ, nó ngủ giờ nào chứ, con mình nó mới vui vẻ, nó mới cười giỡn cả ngày chứ, còn nuôi con mình không hiểu con mình chứ trời, nó bực mình trong người, nó buồn miết rồi nhiều lúc nó tự kỷ luôn rồi làm sao ăn cái gì cho nó mập, con chim cũng vậy. Ở đây không gian mình nuôi này anh em thấy không? Nè. Rất là nắng anh em nha, nắng ghê lắm, nóng kinh lắm. Lên đây là đổ mồ hôi luôn, sâu nước mắt luôn. Cho nên là đây về cái xe cái số nó cũng đổ mồ hôi sâu nước mắt cái chẳng không có thứ gì dễ chẳng á. Đi màu cái đấy quần luôn nhá. Thấy không? Giúp Lào phải bay đâu đó, đi màu giúp Lào đó. Được cái chiếc hai cái chiếc ô tô nó chứ không phải là không không mà được đâu. Cho nên là một bước là không thể lên mây đâu, những cái chi phải trải qua thất bại nhiều vô. Va chạm vô, trải nghiệm vô là nó khô ra hết trơn á. Ông nào cũng vậy. Đừng có nghe mấy ông mô ông đăng lên toàn đù tôi nuôi chim 10 năm, 20 năm đồ. Nghề tôi nghề mấy chục năm rồi, 10 năm rồi không thấy chẳng có ông mô nó mà kinh nghiệm 1 năm hết trơn á. Toàn là 10 năm, 20 năm rồi, 5 năm, 7 năm rồi không. Toàn là nói dễ sợ không. Nói được mà nói không thấy làm gì trơn. Mình nữa đó năm này là mình sẽ chia sẻ anh em là mình cứ là chăm đơn giản, anh em muốn chăm mà đơn giản này gọi dễ điều nhất là anh em cứ 50-50 tăng lực và 70 và tất cả tăng lực anh em có thể tậu tất cả các lồ cám trên cái thị trường này được. Tăng lực là nó giật nước lửa rất là ok, khi một đáp con chim nó đủ rồi nó giật nước lửa rất là nhanh, đúng không? Cho nên 100% tăng lực anh em có điều lắm, rằng màu tanh chỉ cần lố ăn thôi lãng bị liền. À, màu tanh chỉ cần lố lãng bị liền vì sao? Con người cũng vậy thôi, phải không? Khi mình đủ dinh dưỡng rồi, mình đủ dinh dưỡng rồi, mình đủ quá rồi, mà
mà mình đắp thêm vô nữa có phải mình dư không? Mình dư mình làm gì? Mình dư thì mình cũng tầm bậy nữa, như vậy chim nữa. Đó, tại đây là cái tăng lực nó khó điều, tăng lực tâm tâm nó khó điều lắm đây. Khó điều lắm, thành ra là anh em mà cứ trộn này, anh em muốn dễ là em trộn 50-50, còn anh em muốn dễ hơn nữa anh em vô cắm 70 là dễ ồn luôn. Cắm 70 là anh em nụ được chăng á, thấy không? Rất là dễ. Còn anh em muốn giật nước lửa cho nó gọi là giật nước lửa cho nó ok hơn xíu nữa thì anh em cứ trộn 50 tăng lực. 50 cắm gì cũng được cả, thấy không? Cũng đùng đùng như nu lông ok, săn cơ cứ ngắt cái chứ có cái gì đâu mà anh em phải suy nghĩ. Thấy không? Còn anh em đừng có nghe nói. Đời này phải thay, đừng nghe nói. Nói làm cái gì? Anh em nào mà điều cũng kim mà trộn 50-50 thì combo anh em cứ liên hệ qua giờ lời số điện thoại mình trên bao bì á, liên hệ cho mình chia sẻ cho. Mình thời gian bỏ thời gian chăm sóc anh em cho. Mình chăm sóc anh em từng giai đoạn mà điều cũng kim anh em mình vô luôn. À, cho nên chỗ ăn chỗ ngủ nè, chỗ ăn chỗ ngủ của chim là anh em mới nhớ nè, phải ổn định nè, phải ổn định anh em nha, đừng để cho con tất cả cái gì đó nó ngoại cảnh nó làm phiền con chim mình, đừng để nó bị stress, con chim mà mất ngủ con chim mà sợ bị stress là con chim dính vô cái đầu là nó mệt lắm, anh em nuôi ăn tốt cỡ nào không bao giờ vô lửa mô, không bao giờ vô lửa mô, cho nên là anh em phải để ý. Đời đứng lên lê mà lên mạng xã hội nói là phải chuẩn, nhưng mà nói tầm bậy tầm bạ, nói được việc là không ai nói, bây giờ nói tầm được việc không ai nói bậy được, không nói bậy được. Thấy không? Giận bẩu là mình giận bẩu. Đời mà lên mạng nó giận bao nhiêu con, giận bao nhiêu con mà đâu nó bậy được. Nó bậy này mà có thường sao? Mà sao nói ai tin nữa? Phải nói đúng rồi, nói này kia rồi giận con bẩu lên rồi này kia, lấy xe lấy số khẳng định như rồng như rắn rồi. Này kia rồi cuối cùng đó dựng con bẩu lên, nó không lấy xe rồi răng cái lời nói nó có chịu trách nhiệm hay không hả? Những mạng xã hội đừng có nói bậy, mình làm gác nó bậy lắm, nói thì nói cho đúng. Còn bộ ba chơi là mình chơi là từ xưa giờ là phách một, không có nói nhiều vòng vo chơi sao là nói bậy, chậm cấm nào là nói cấm đó, nhanh gọn. Không, mình chăm bây giờ này, mình muốn anh em để cho anh em dễ chăm về mà 50 tám 70 và 50 tăng lực. Đó, là mình chăm cũng như vậy luôn cho anh em xem luôn. Rồi đường nào dần chim mà năm nay nó này là mình chăm hết như vậy cho anh em xem luôn, như có con chim mà vừa đầu lấy trong cái mở rộng vừa đầu này là mình đang 100% ngay. Đó, mình đang 100% này, mình đang 100% tăng lực, quấn lấy xe rõ ràng là quay tèo thi anh em xem nè. 12 ngày vô cám nè, quấn lấy xe anh em xem đẳng cấp luôn nè, đúng không? 391 có quấn tầm bại không? À, có để anh em suy nghĩ gì không? Có nhiều chim không? Có quấn có để mắc bạc không? Phục một khích một vào chung kết luôn chứ có gì đâu. Vời này, giờ này mình nuôi lại cho anh em xem này. Đó, con chim mà đang ổn nha, con chim nó đang ổn nha anh em nha. Nó là giờ mình đổ nè, 50% tăng lực là mình mua cá 70 nè, thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Đó, anh em cứ trộn như thế này nè. Đây. Đó, đậu đây, rồi lắc đều lên. Đó, đem cho ăn thôi. Nuôi qua năm xuống tháng, nuôi lông mà cả nuôi lửa luôn. Nuôi lông mà cả nuôi lửa bình thường anh em. Để làm chi? Phải trộn tổ lực vô đây làm chi? Tổng lực để nó giật nước lửa nó ổn hơn. Ổn hơn, cậu em nuôi 100% tổ lực là nó khó đi một cái là ví dụ như anh em chỉ cần lố màu tanh thôi là con chim nó bị liền, nó bị lửa liền. À, cho nên là ở dòng tăng lực là màu tanh rất là quan trọng, màu tanh là anh em điều tầm bậy là thua liền. À, cho nên khó, cậu này ví dụ anh em điều một anh em điều 50% cá 70 mình 50% tăng lực dễ điều, lố xíu mà mình chỉ cần mình điều mà lố xíu màu tanh cũng ok à, nó cũng dễ hơn. Dạng chi mình cầm về lại sắp tới đây mình thả rồi đánh lại anh em xây cũng gì đâu có mà cứ suy nghĩ này kia quan trọng hóa vấn đề lên. Rồi tình trạng bây giờ là cho chứ mày Facebook ảo thì cho là 100 cái Facebook ảo đó lại nói nhảm trên mạng này mày vô coi Facebook chi. Lại nói tầm bạ khiến anh em hoang mang tàu la với đau con mình gác về mình cầm nhân chim cầm con bẩu lên nè mua bẩu cà phê lên đánh nè, đánh lấy chung cái á, lấy xe á. Cho mấy ông đau đào mấy cái thằng mà lập Facebook ảo nó là phải đau đào. Mất ngủ. Khi mô mà luyện tới cái tầm nữa kìa, tính luyện tới cái tầm nữa mới nói chuyện được ở đây. Bây giờ vẫn còn Facebook ảo rồi bắt đầu là thừa nước độc thả cao là đưa vô hậu nhóm nó tầm bậy tầm bạ không rồi anh em không biết gì cả. Anh em biết vì sao mà anh em điều chim á, anh em biết vì sao mà điều chim mà để mặn lửa dở lưng hơn không? Vì sao
Ví dụ bây giờ anh em đang hỏi mình là cách chăm của thằng Tân Lực sao, cách chăm của thằng 70 sao. Anh em đang điều chỉ đang chuẩn bị nó vô là đầu anh em lên mạng xã hội, anh em thấy cái mấy thầy phát lên toàn là thầy bà không lên nói cái đó, anh em có đầu ngay bên kia ngay bên này có đầu ngay 2-3 lần thầy mới ngay thầy thứ như ngay lần 3-4 thầy chứ nó rối loạn tiền đình sao, đúng không? Ngay thầy thôi, ngay nào ngay người, nhưng ngay 3-4 người đó là mình đang chăm kiểu này, nó đang vô cái đầu là ngay người khác, cái đầu có chuyện tầm bài mọi hư luôn chim luôn, hư luôn con chim luôn. Còn mình chăm từ xưa giờ đơn giản lắm này, đơn giản trời nắng nóng này, nếu như trời mà nắng nóng á, nắng mà nắng thực sự nắng như mở rộng một đầu á, thấy không, nắng mà dễ sợ lên đó anh em. Trước khi tin em bỏ cắt một xíu video can, bỏ tàu điện cho là hù lực con chim, mình không có lạm dụng nhiều ngay, tuyệt đối không lạm dụng nha. Cứ cám nước trái cây chăm đúng chế độ, màu tanh là bổ sung đúng thời điểm là ok, chứ còn màu tanh mình đang bổ sung không đúng thời điểm là con chim bị lỏng rồi nè, không phải đâu, không phải anh em nói màu tanh cho ăn nhiều là tốt màu. Bằng phần sáng lãi, phần lỏng cốt, phần dư đạm, chả được cái gì cả, nó mập chim nó phè ra đó rồi nó nhảy không nổi làm cái gì. Mình chăm chế độ vận động viên nó khác là phải cái chế độ ca sĩ người mẫu đâu nè em, đúng không? Thời gian rồi anh em cũng đòi hỏi rồi đen với đỏ rồi này kia đủ kiểu hết trơn rồi, cuối cùng là sẵn đến nha, mình nói gì mình phải thực tế, mình là chơi không có mình chơi thì chơi bằng mình chơi thì chơi đúng chứ không mình không có nói bậy. Mình phải làm được, mình phải nói được, mình làm được à, mình có giá kìa, mình nói nó phong lông phong lá mày nói không được. Ai báo cáo anh em là hiện tại là tấm sĩ cũng đang dần hồi phục đây anh em nha, tinh thần tấm sĩ cũng dần hồi phục đây, cũng như năm nay đứng chung là cứ nhà lâu lao là nhà cái bụng xỉa đây, dính cái bụng xỉa đây, dính cái xỉa bụng đây, chắc có lẽ là năm này không được là năm sau mình nuôi lại dần lông là hết xỉa luôn, tấm sĩ chắc chắn sẽ trở lại là 100% trở lại luôn, cầm lấy dần lông 100% tấm sĩ sẽ trở lại luôn, lấy giải lại bình thường. Tấm sĩ năm rồi bị trúng gió, bị đột quỵ quá nặng luôn nè. Giờ anh em thấy không, tỉnh táo nè. Ừ, trừ thấy là tinh thần lắm đây nè, nước lông họ đây nè, nước lông họ lông dương mà nuôi đẹp muốn chết rồi đây, nước lông này còn nước lông gì nữa hỉ, em mừng có nước lông gì nữa, cứ nghe quảng cáo đồ này kia đủ kiểu đang nước lông gì nữa, nước lông nó chứ đồng răng nữa hả, họ nuôi nước lông đẹp ở đây, gom chim săn cứng ngắc đây, hôm qua là xui là sự cố thôi. Hả? Nước lông gì nữa, ưng nước lông gì nữa, ai nước lông mà ưng đi, ưng gì nữa, mấy ông quảng cáo rồi, mấy ông quảng cáo cho đã rồi, mấy ông nuôi nước lông được đấy hay không, được hay không nè, phải quảng cáo cho đã, nó cho sang cái miệng, mình phải nuôi được. Mình rất tiếc cái giải mà cái giải của em, rất tiếc cái giải ở Thái Nguyên, cái giải mà của Sơn Môn làm, của Phe Phạm, của thằng em trai Sơn Môn lại là Phe Phạm làm á. Sự dân chim mình nó chưa đúng cái thời điểm để mình thả ra nên đây, sự chưa đúng thời điểm mình nó phải cần một thời gian để phục hồi lại được. Nếu như giải nó tầm có 2 tuần nữa là ok đây, 2 tuần đến 3 tuần nữa, nó tầm có 1.5 tháng đến 2 tháng là ok, mình điều chim đẳng cấp luôn, mình điều chim là vô nước lửa căng cứng luôn, căng mà trợn mắt bằng mũi nè, nó nước lửa thả đánh băng rồi được, phải đăng giải ô tô bây giờ anh em tới đâu, mấy năm mượn nay năm ngói mình chăm luôn, thật anh em vô quýnh tầm con hồ thi nó quá lắm là 4 tiếng 20 phút là thấy là cái thúc là đã ghê rồi, năm nay anh em đi dễ sợ chăm chi mình 5 tiếng đồng hồ giải mưa rộng mưa đầu đó, mưa rộng mưa đầu chăm mấy 4 tiếng 40 phút là cái thúc rộng trong tết cho anh em nghĩ đi, nuôi mà không tốt là mình thua nhanh luôn, như ăn nước lửa mà không cứng mình nuôi ăn cũng như con anh em chơi gà nó thôi, chứ con gà nó đạt cái độ nó chứ đúng không, đạt cái độ mình thả đánh mình đá mà ăn họ, chứ con chim với gà mà chưa đạt cho nên thả đánh thua liền đó, chứ dụ gà mà gà hay nó gà tài nó vẫn thua bình thường, đạt cái độ mà con gà hay con chim cũng vậy, con chim mà đạt độ là xác định nó đạt độ rồi là mình phải đánh cho nó nghe, chứ không đánh là nó xả lửa nè, nhiều anh em có thương chim ưu thôi thì cho nghỉ 2-3 tháng tôi đánh vậy nữa, anh em càng cho nghĩ như thế là càng hại chim đâu, làm con chim nó bị nhục chí, hiểu không, con chim đạt độ lên em đánh luôn, con chim đã vô cái độ là mình phải đánh cho nó vô độ là phải đánh cho nó, đừng có để con chim đang vô độ mà anh em không cho đánh là tầm bại đó, là con chim xả lửa, mình
cầm dàn kim lên lại cho anh em xem chứ không nói là nó bậy nó bạ này kia rồi nó trồng xàm xàm đó. Mình chơi là rõ nát lên đây đúng không, mình chơi rõ nát lắm, nát mồ ra nát đó không có tàu lao, không nó bậy nó chưa được việc mà nó nói. Còn để mà quảng cáo một bộ ba mà quảng cáo sản phẩm mà để mà quảng cáo á, đây mới thành tích để nói chuyện á, để đem cái bề nổi nói chuyện á, cái mạng xã hội này á, muốn thật anh em để quảng cáo mà để hư cáo để bán hàng á, thấy thiếu gì cái cơ hội đi vô bộ ba quảng cáo, thiếu gì bộ ba không có, cái thu ai làm cái gì đó, gì mà nó thực tế là ok. Mình giận con chim lây lũ, nó giận con chim này lây. Mình nói phải giữ lời này, nói phải một, nó có uy tín này. Bởi vậy mới đứng ra làm được. Nghề nào mà có chuyên môn người đó, không có nghề nào mà cho không cả. Nhớ nè, nghề nào mà có chuyên môn người đó, mà có đủ chuyên môn, mà có đủ cái tâm. Cái tâm là tâm chi, phải là nhiều tiền là cái tâm. Cái tâm là nhìn nhận con chim á, mình ra dàn cà phê, mình đi đâu, thì giờ tuần, giờ tháng gì đó, mình coi con chim nào, mình có cái tâm mình nhìn con chim đi xa được hay không. Xuống tiền, bác. Cái tầm nó buồn là cái tầm nha, tầm mà toàn tầm nổ với tầm bậy không ai tầm được, ai tầm được cái chứ. Mình nói giận là mình giận, năm tới là mình giận hai con bổ này nữa à, mình nói lên thông báo này là thật sự là mình rất thích hai con bổ mà đang gửi trong tâm á, một con y bổ tầng 3 luôn, một con y bổ tầng 4 luôn, y phách 1 luôn, thằng Thái cứ ngắt đều nhát quá. Chim nhắc quá cho nên cái mùa này chơi không được cái này. Mùa này ví dụ như là đánh tụ kia đó, nhưng mà cái vấn đề là đưa lên chỉ cần dời lòng là xong. Dời lòng là xong. Rồi các bạn này bạn chứ, bạn Quân Gary ăn 15 ngày mà thấm cám nhanh về anh, thì bây giờ anh ăn 15 ngày, nói 15 ngày anh bắt chi mà cái này nắng ai biết em. Bắt tại chiếc cà phê tại Trần Chiên Quân bảo em biết, mà về vô tăng lực đó anh quay trực tiếp bộ thi cho anh em xem, nhưng mà quay qua nhảm đâu. Đúng không? Mình nuôi chim nó ok là ok chứ gì đâu. Chứ mình nuôi về nó thích mình đúng không, mình hiểu nó. Đầu tiên là 3 ngày đầu mình đem về, mình đừng có đang cho chim đấu trong nhà, mình giữ được lửa cho nó đi, mình biết cách xả cám đàng hoàng, mình nuôi đúng cách là con chim nó giữ phong độ thôi. Cho nên em thấy idol sao, idol đưa miền Bắc về sao, idol đưa được bao nhiêu ngày, 20 mấy ngày nè, đưa về 20 mấy ngày đó là mình nuôi đâu 2 tuần sau mình đánh cái bái kia đó con thứ 5 sau mình đem vô luôn Quận Ngãi lấy chiếc ô tô luôn nè, bao nhiêu ngày. Tại sao có những anh em mình là cầm con chim về rất mấy tháng mới lên lại, tại sao thua là thua cái đó. Rồi bộ tầng 4 sao, bộ tầng 4 có cái gì, ở ngoài kia có cái gì, đem về mình nuôi bộ lông xong ok nè, xong lông bắt đánh bữa liền lấy cái xe đầu tiên liền xe liên tục liền với cái mô mà nuôi chim ok đúng nước lửa là mình thả làm đánh yên tâm. Thấy không, còn được giải hay không đôi lúc còn ý trời nữa, nên ý trời nó trời phải thương nữa anh em, muốn trời thương là mình phải chơi đúng thực lực của mình, trời cũng gọi là thương. Còn mình chơi tàu lao với đau, mình chơi mình nói cho được việc mà không trời không thương đâu, trời cũng bẻ liền. Ok anh em cứ tinh thần như vậy anh em nha, anh em cứ điều gym đi, anh em cứ điều 50 70 và 50 tân lực đi, hoặc là anh em có thể điều tân lực, anh em điều tất cả các hãng luôn, hãng nào cũng được chứ á, 50 ra tân lực là ok. Là quá trình anh em chăm là có lửa màu tanh, anh em có quá lố chăng nữa là con chim nó cũng không có ảnh hưởng, con chim nó không bị gì nữa. Còn anh em muốn chăm cho kỹ nữa, anh em cứ liên hệ về giờ lờ anh em nè, giờ lờ anh em hiểu rồi đúng không, số điện thoại của mình đó trên bao bì đó, hoặc là anh em vô vào mắt là lấy số điện thoại mình, anh em nhắn tin vào Zalo cho mình điều cho, chia sẻ anh em cho. Điều một lần điều chỉ cần một câu hai câu là anh em hiểu sao, là anh em thì cứng cáp luôn, cứ y như vậy mà nuôi, đừng có nghe thầy nghe bà rồi chế tùm lum rồi la rồi không chi mà em mới hư thôi. Nay nay có trậu 50 nha, trậu 50 70 50 tăng lực nha, hiện tại mình đang nuôi như vậy nha, mình nuôi cho anh em thấy nha. Nhưng còn chú chi này vừa đầu là 100% tăng lực nha, anh em nhớ nè, trăm và đang ăn 100% tăng lực anh em nha, đang ăn 100% tăng lực nè, mình đánh giải Đà Nẵng là lấy trong cái này, giờ mình đậu 50 nè, bây giờ nói mà nói chuyện mà coi sách mấy cái trứng này, giờ mình đổ 50 này mình nuôi để cho anh em sao, anh em thấy thì anh em thấy nhưng mà có đúng hay không nhé, là mình nói nhảm đó. Còn mình thông báo anh em rằng là idol và bảo tuần 5 ở đây Long Dương anh em nha, ở đây Long Dương
Ở đây Long Dương, còn riêng Long Dương mình khẳng định em luôn á, bước qua hết xong mùa này xong Long Dương nuôi mùa lông thứ hai lên mình khẳng định em luôn. Cần qua thêm mùa nữa là ok, là cứ ngắt liền nha Long Dương, đưa 10 con lên mình đưa hết nguyên cái dàn chim nữa mình cũng sợ. Sợ gì đó, thất bại đã qua rồi, đã trải qua thất bại là phải đến cái đoạn thành công, là con người là bài, con người là bài, trải qua thất bại xong là sẽ đến thành công đó. Nên mình tự tin Long Dương mùa sau luôn đó này, mà lạng hoàng là mùa này á, vì Long Dương rất là nhạy, rất là nhạy bán. Dàn chim mình đưa biết bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người mình đưa rồi, mình đưa nói gì cho 3-4 người rồi chứ có ai nuôi được đâu, có ai nuôi được đâu, rồi cuối cùng cũng về lại mình rồi, không ai nuôi được hết. Long Dương còn lấy được đầu mùa giờ còn lấy được, thì cái này mới đầu mùa giờ còn lấy được để đâu 10 xe mà một số giải tiền nữa là may mắn, là may phước rồi, phước đức rồi đó. Còn những người khác là mình đưa là không được cái gì luôn nè, mình đưa cho họ người khác là không được một cái tốt luôn nè, mình đã từng đưa nè, đâu phải đơn giản đâu, con chim tài con chim khó, không phải đơn giản đâu. Dễ ăn mà giang hồ vốn ăn hết trơn rồi, nay mua đến mua lượt đến mình nữa mà, đúng không? Ok anh em, tình hình là mình cũng đang như thế này, mình cũng quay trực tiếp cho anh em xem. Thì anh em mua ví dụ như một bịch tăng lực này, một bịch 70 như vậy anh em nè, thấy không đó, anh em cứ trọng 50-50. Những chú chim nào hiện tại thì anh em đang nuôi đang nuôi bị lì lửa này, không vô lửa này, chỉ lâm tầm bậy này, vấn đề này kia là lửa cũng không ổn định này, anh em cứ trọng 50-50, anh em nuôi thời gian ok liền, thấy không? Trái cây ở mùa nắng thì anh em biết đầu chơi chim chùm màu, bây giờ mà anh em còn hỏi điều trái cây như thế nào đó thôi mình cũng thua luôn. Cái cây thì ở mùa nắng này cũng phải có chuối, có bôm, mà cũng phải có đu đủ ruột đỏ nè, cam vàng. Đó, những loại trái cây quan trọng bình bát cũng ok anh em, nghe không? Lâu lâu cho miếng cà chua cho nó mát cũng được. Còn mùa lạnh thì biết đâu, mùa lạnh thì mình đã chia sẻ anh em rồi. Còn anh em nào mà không hiểu nữa có liên hệ bài Zalo cho mình 0967682682, có đứa tao có số điện thoại mình đang bao bì đó, liên hệ gì mình chia sẻ cho anh em. Ok, chẳng gì phải suy nghĩ cả anh em nha. Thôi xin tạm biệt anh em, mình cũng đi cắt chim cho chim đi nghỉ đã anh em, cho chim đi nghỉ đã. Là sắp tới đây mình cũng ok đây, mình ở đây mình cũng thỉnh thoảng live stream cho anh em xem chơi để trao dồi kiến thức với nhau, đúng không? Anh em là cần những câu hỏi nào đó mà cũng thấy là không hiểu thì mình trả lời cho anh em trên cái live stream luôn, để cho anh em chăm chim cho nó đạt hơn, cho nó đạt hơn. Cái này nước chăm rất là quan trọng, chăm rất là quan trọng, không phải đơn giản đâu, một bước không thể lên mây đâu. Chăm rất là đơn giản, chăm rất là quan trọng, nên anh em mà chăm chim tốt, chăm mà đúng của nó, đừng có dễ chim bị stress là ok anh em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em, cảm ơn anh em đã xem live của tôi nha.